Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video mới này của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ làm cho mọi người một cái trò ảo thuật mà mình nghĩ là nó phải xứng tầm thế giới luôn. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu luôn trò ảo thuật nhé mọi người. Ở đây thì mình sẽ có một tờ giấy và bây giờ thì mình sẽ vo cái tờ giấy này lại. Nhiệm vụ của mọi người sẽ phải đoán xem là tờ giấy này mình để bên tay phải hay là mình để ở bên tay trái. Bây giờ thì mình sẽ demo cho mọi người trước một đoạn để mọi người có thể hiểu rõ hơn về cái trò này. Nghĩ là mọi người cũng có thể đoán được rồi là đó chính là mình để tờ giấy này ở bên tay trái. Và đó chỉ là một cái demo nhỏ và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái trò thuật này. Vâng, và mọi người có thể đoán được xem tờ giấy này ở bên tay nào, tay trái, tay phải của mình. Ok, và vừa rồi cũng chỉ là một chút for fun để dành cho mọi người thôi. Và mình đoán là trước khi các bạn xem video này thì các bạn cũng đã đọc được cái tiêu đề của cái video này rồi. Và không nói nhiều nữa, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn vào chủ đề chính của video này. Đó chính là quần track pan mặc sao cho đẹp. Và những cái ý kiến sau đây thì đều là những cái ý kiến cá nhân của mình và mình không hề có cái chuyện gọi là đi lên mạng tìm hiểu hay là copy. Và đầu tiên thì chúng ta cùng tìm hiểu xem là quần track pan nó là một cái loại quần gì. Thì phải nói đến đó chính là quần track pan, nó là một cái quần nó có một cái họa tiết kẻ sọc ở hai bên ống quần. Và mình nghĩ là cái quần track pan này cũng có khá là nhiều bạn biết bởi vì là nó khá là phổ biến ở cái thời điểm hiện tại. Và quần này thì mình thấy là nó cũng chia ra khá là nhiều loại. Đầu tiên thì phải nói đến đó chính là cái quần track pan có cái khóa zipper ở hai phần ống quần. Thì cái loại quần này cũng khá là phổ biến và mình đã chọn cái quần này để nói về cái video ngày hôm nay. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái quần track pan ống là ống quần jogger hay là ống suông hay là ống có cúc. Thực ra đây cũng là một cái quần track pan mà mọi người đã phá cách lên để làm cho nó thời trang hơn một chút. Nhưng mà tuy nhiên là nếu như mình thấy là nguyên bản của nó ấy, thì chỉ có track pan một cái quần ống suông. Nó cũng không chỉ phổ biến với những cái loại mẫu mã, những cái loại thiết kế mà nó còn phổ biến ngay cả những cái loại màu sắc như là màu đỏ, màu vàng. Đó chỉ là những cái loại màu cơ bản mà mình muốn nêu ra cho mọi người. Ngoài ra thì nó có rất là nhiều các loại màu mà mình nghĩ là nó cũng khá là đa dạng để cho mọi người có thể là phối đồ thoải mái. Về cách chọn size của cái quần check pan này thì các bạn sẽ có hai cái sự lựa chọn như sau. Một là các bạn có thể là up lên một size nếu như mà các bạn muốn mặc theo cái cảm giác của nó rộng, nó oversize cái quần hơn một chút. Tuy nhiên là mình khuyến khích mọi người là nên chọn true size bởi vì là các bạn yên tâm là những cái quần check pan này á, trước khi họ làm ra thì họ đã căn chỉnh, tùy chỉnh theo mỗi size mỗi người của các bạn. Mình cảm thấy đây rằng là nó có đến khoảng 80-90% cái độ co giãn ở trong mỗi cái chiếc quần khác nhau. Và cái điều này thì các bạn yên tâm là các bạn có thể mặc vào sẽ rất là thoải mái. Các bạn đừng nghĩ rằng là những chiếc quần check pan này nó co giãn khá là nhiều cho nên là các bạn phải giảm đi một size. Các bạn đó chính là nhầm hoàn toàn luôn. Thì các bạn sẽ bị một cái trường hợp đó chính là cái độ dài của chiếc quần nó bị ngắn đi so với cái chân của bạn. Và cái điều này khi mà các bạn đi cùng với giày thì thực sự là nó rất là xấu bởi vì nó sẽ hở ra một cái khoảng cách giữa giày và chân của các bạn. Nó sẽ lộ ra một đoạn phần chân như này. Và bây giờ sẽ là một số những cái lưu ý mà khi mà các bạn mặc quần check pan các bạn nên áp dụng vào. Đầu tiên thì chúng ta phải nói đến đó chính là cái phần drawstring của chiếc quần. Đối với những cái quần mà các bạn mua thì các bạn sẽ có một cái drawstring, một là nó có thể sẽ rất là dài. Mình khuyến khích với các bạn rằng là khi mà các bạn mặc quần check pan thì các bạn nên có cho mình một cái drawstring rất là dài như này. Về cái độ dài mình nghĩ là hợp lý là nó có thể sẽ nằm ở cái khoảng là giữa bằng với đầu gối của các bạn hoặc là nó sẽ dài hơn một chút so với đầu gối của các bạn. Và nếu như mà các bạn mặc quần mà phần chun này của nó bị rộng thì các bạn có thể là buộc một nút của nó lên thì các bạn nhìn trông vẫn rất là bình thường, vẫn rất là ok, không có cái gì gọi là xấu khi mà các bạn buộc cái phần drawstring này lên cả. Các bạn có thể thấy đây là quần của mình khi mà mình buộc cái drawstring này lên, nhìn nó vẫn rất là bình thường. Các bạn cần phải biết rằng là khi mà các bạn mặc quần check pan á thì nó đã tạo cho chân bạn một cái hiệu ứng gì đó nó rất là dài hơn một chút rồi. Và ngoài ra thì các bạn có thêm một cái phần drawstring này nữa thì thực sự là nhìn quần của các bạn rất là đẹp và rất là fresh. Và nếu như các bạn không tin á thì các bạn có thể lấy luôn cái quần check pan của mình ra và thử xem là một cái quần check pan mà nó có drawstring dài qua đầu gối và một cái quần check pan không hề có drawstring thì xem là cái quần nó sẽ đẹp hơn các bạn nhá. Về một cái điều mà mình nghĩ là các bạn nên áp dụng sau đây đó chính là khi mà các bạn mặc quần check pan thì các bạn cũng có thể mix match theo tất cả các loại thứ. Nhưng mà một cái điều lưu ý khi mà các bạn mặc với cả những cái áo t-shirt
thì mình khuyến khích các bạn rằng là những các bạn hãy mặc những cái áo t-shirt nó rộng hơn một chút, những chiếc áo phông nó rộng hơn so với những cái áo bình thường mà các bạn hay mặc. Còn về cái độ rộng của chiếc áo á, thì các bạn chỉ cần mặc vào là các bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Về phần vai thì có thể là, về phần vai của chiếc áo thì có thể là dài hơn một chút so với cái vai của bạn, và nó có một cái độ dài ngang bằng với mông hoặc là dài hơn qua mông so với các bạn một chút. Thì các bạn mặc với quần check pant và kèm theo đó là một cái đo chuyên thì thực sự là nó sẽ rất là đẹp, sẽ rất là very nice. Và một cái điều lưu ý đối với những các bạn mà chuẩn bị một quần check pant, đó chính là khi mà các bạn mua ấy thì các bạn nên đến tận shop để thử. Những cái quần check pant mà mình thấy thoải mái nhất á là những chiếc quần check pant có chiếm đến khoảng tầm 80-90% co giãn như này này. Những quần check pant, như những cái quần check pant mà mình đang mặc sau đây thì nó thường sẽ chiếm rất là nhiều phần trăm co giãn. Các bạn có thể thấy là mình kéo ra và cái độ co giãn nó rất là nhiều. Các bạn cẩn thận bị lừa, bởi vì là mình là một người mua khá là nhiều quần check pant và mình đã bị lừa khoảng 2-3 cái, bởi vì là khi mà mình mua quần check pant về thì mình không đến tận nơi để thử, và mình chỉ hỏi mình và mình chỉ đặt họ để họ ship đến đây. Và khi mà về nơi nhá, thì có những chiếc quần check pant cái độ co giãn của nó thực sự là nó chỉ khoảng tầm 20%, mặc vào nó rất là bó, nó rất là khó chịu và nó không hề có một cái sự co giãn cơ bản của những quần check pant mà mặc vào nhá. Cái vải nó rất là thô mà, và các bạn sẽ tạo nên được một cảm giác thực sự rất là khó chịu. Và chắc là các bạn xem đây thì các bạn cũng đã đặt câu hỏi cho mình rằng là những chiếc quần check pant này thì thường giá bao nhiêu. Để mà nói về cái giá thành của chiếc quần check pant này thì mình nghĩ là nó sẽ, đầu tiên nó sẽ khoảng tầm từ 300 cho đến 600-700 gì đấy. Thì chúng ta sẽ có những cái hãng của local brand mặc vào thì nó thực sự rất là hoàn hảo. Ở đây thì mình, ở đây nếu như các bạn không biết thì ở đây mình có khá là nhiều những quần check pant của local brand, bởi vì là nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái giá thành vừa phải và một cái chất lượng cũng không hề kém. Và các bạn đã có những cái quần check pant này trong tủ đồ rồi thì các bạn hãy sắm thêm những cái quần check pant với những cái màu mà các bạn chưa có trong tủ đồ. Và đó chỉ là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho mọi người về quần check pant. Và nếu các bạn thấy video này bổ ích thì các bạn nữa đừng quên like, share và subscribe channel của mình để mình có thể có thêm động lực làm những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên follow Instagram của mình để mình sẽ post những cái đời thường của mình lên cái story. Và mỗi khi mình up video mới thì mình thường sẽ thông báo lên Instagram. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.